chẳng sanh mà nhất niệm đó, nó chưa có bảo đảm. Chừng nào chẳng sanh mà vô niệm mà thích thì đắc quả nhập luôn, thì không có nghiệp thiệt trường là làm theo được. Vì người ta đã thấy Phật tánh, phải giảng sanh được trung phẩm. Thì là tôi yêu cầu Phật tử cố gắng làm sao cũng phải qua nhập lưu. Cái quả dị lưu là cái quả quan trọng nhất. Mà nếu nhập lưu mà chúng ta nhận được Phật tánh vô niệm mà chúng ta phát nguyện nữa thì về trung phẩm. Mà dầu có nghiệp nghiệp chiều cũng vẫn giảng sanh thôi. Không có nghiệp chiều nào làm nổi hết, thấy quả nhập lưu hết. Mà quả nhập lưu thì hơi khó hiểu đấy. Và cũng khó thực hành đấy. Mà khó hay dễ là do mình thôi. Nếu cho Phật tử bền thì vẫn qua được thôi. À, thì đó là những điều mà chúng ta cần phải biết. À, thành ra trở lại là vấn đề khi chết rồi là xác thân chết, mà linh hồn vẫn còn chuyển biến liên tục. Nhớ tôi nói chuyển biến mà, chứ không có cái gì cố định theo đạo Phật hết á. Nhưng mà nó liên tục, còn xác thân nó chuyển biến mà nó gián đoạn. Còn cái thứ hai nữa là vấn đề tư tưởng thiện ác hay vô ký, nó đứt ngay chỗ nào thì người chết sẽ đầu thai theo cái tư tưởng đó. Thì cái tư tưởng là cái nhớ, cái nghĩ đó. Còn người chết nó thường thường chúng ta thấy muốn giảm sanh đó, thì chúng ta nên nhớ là do sáu căn tôi nói hồi nãy. Thành ra thấy làm sao phòng hộ sáu căn tập trung vào A-di-đà hết. Tức là con mắt chúng ta phải để hình A-di-đà hết trước. Người chết nó phải cái đầu xây về hướng Bắc. Cái mặt hướng Bắc là hướng này. Cái chân trở về hướng Nam, và cái mặt trở về hướng Tây. Hướng Tây là hướng tay mặt đó. Đừng bao giờ nằm tay trái, chỉ nằm nghiêng bên tay mặt, hoặc mệt quá nằm ngửa anh chút rồi cũng phải nghiêng tay mặt. Tức là cái đầu xây về đây thì cái mặt nó về đây. Hình A-di-đà để về hướng này. Hai chúng ta nên nhớ vậy. Rồi đó, hình A-di-đà đó mình để rồi vừa cái tầm mắt của người chết, và ở đó để một cái lon nhang. Chỉ thế thôi, cầm một cây nhang cầm, tức là nhang thôn đó. Nhiều quá nó ngộp cho người chết không được. Để con mắt người chết thấy hình A-di-đà. Nhưng mà khi hấp hối đó thì người nhắc niệm nó phải đem hình A-di-đà kê trước mặt người chết. Mà hình A-di-đà phải đẹp nha. Xấu là người chết nó có cái ác cảm là khó giảng sanh. Hình đẹp mà phải thật lớn, nghĩa là càng rõ càng tốt. Còn không có thì hơi nhỏ, còn có thì bự bự như cỡ đó thì khỏe lắm. Còn ấy thì cũng phải vừa rồi chứ. Vậy rồi chết hấp hối rồi đem sát người nhà, hỏi mẹ có nhìn thấy A-di-đà không? Hình này là mẹ thấy thì mẹ giảng sanh đấy. Trên tay cầm bông sen, mẹ nhớ cái nhớ, mẹ đi vào bông sen đó, thế là xong. Đó là cái nhắc cuối cùng, mẹ con mắt mà nhìn A-di-đà mình không nhớ cái chuyện khác được. Cái đó là phòng hộ hết một căn, đóng chặt cái căn mắt rồi. Còn cái lỗ tai mở mái niệm Phật suốt luôn. Lại có ban hộ niệm lợi để ban hộ niệm được tắt mái. Ban hộ niệm thì niệm Phật hay gấp trăm lần cái mái. Cái mái là vật lý, là một cái niệm Phật chết. Còn những người niệm Phật, người ta lợi hộ niệm hay là niệm Phật sống. Người ta có cái linh hồn trong đó, người ta trợ giúp cho người mà mấy người đã giữ giới mà nhớ kỹ gì. Thì định lực càng mạnh á. Thành ra họ thường thỉnh mấy ông sư là chỗ đó. Mà ông sư phải giữ giới á. Vì ông tới 200 năm được giới thì cái định lực ông mạnh hơn. Cái từ bi của ông mạnh hơn. Mà mình ổng thì cũng yếu thôi, đông một chút thì tốt. Còn Phật tử thì càng đông càng tốt. Mà Phật tử có giữ năm giới còn ngon nữa. Thành ra Phật tử là cái máy niệm Phật sống. Còn cái máy mình mở đó là cái niệm Phật chết thì cái định lực rất là yếu. Nhưng mà người nghe lúc đó mà đang ở trong dòng chuyển biến thì mở 100 máy hay 100 người lại mở cũng không ít lợi gì hết. Thành ra cái quan trọng là người nhắc niệm. Mẹ có nghe tiếng niệm Phật của Phật tử không? Mẹ có niệm theo không? À, mẹ chớp mắt gật đầu hoặc mỉm cười cho con biết. Thì cái người nhắc niệm là quan trọng hơn nữa. Chúng ta nên nhớ vậy đó. Thành ra cái trước tiên là con mắt phải nhìn thấy hình tượng Phật. Để thì để vừa tầm mắt cách một hai thước. Nhưng mà khi hấp hối sắp giữa chết rồi đem lại xác. Cái lỗ tai thì mở máy niệm Phật. Mà nên nhớ cái giờ hấp hối làm sao thỉnh cho kịp ban hội niệm. Càng đông càng tốt. Ban hội niệm thì biết là chia làm hai. Trước vị đu đi mà 8 vị thì niệm 4 vị, còn 4 vị ngồi nghỉ. Mà chia bên 2 nam 2 nữ. Bên đây niệm 2 câu hoặc 3 câu, bên đây niệm 2 câu 3 câu để người này niệm, người kia được nghỉ. Cái niệm liên tục còn một mình ra là mệt lắm. Có khi người chết mình phải hấp hối nhưng mà kéo dài 2-3 tiếng ngồi ấy. Có người kéo dài 5-6 tiếng nó chết. Mình thấy là yếu rồi mà không chịu chết. Mà người chết lúc đó mà chịu chết là đi mau lắm. Tức là người chịu chết là nhất niệm mà cầu A-di-đà tiếp dẫn là ngày hiện liền là chết liền. Nhưng mà không chịu chết là
là chết mồi chết cổ luôn. Mình niệm Phật chết luôn mà không đi. Thành ra có người chết nó phải hiểu. Mình muốn giảng sanh là mình phải tha thiết. Mình nghĩ gì hết, nghĩ A Di Đà thôi. Ngài hiện ra nếu mà mình nghĩ tới cái đó mà nhất niệm mà tha thiết, tức là cái phát nguyện như cái nhất niệm đi dính liền đó. Thì A Di Đà phải diễn thôi. Để cảm là ứng. Mà càng cảm mạnh chừng nào, cảm mạnh chừng nào, ứng là hiện mau chừng này. Thành ra người mà chết phải hiểu cái này. Thành ra phải đến nghe và chuẩn bị cho mình. Còn người đó thối thì phải đáng nhắc hoài, phải thấy biến sắc là nổi sân, phải năn nỉ, nhắc lại. À, con muốn mẹ giảng sanh về cực lạc cho nên con kêu mẹ tỉnh quá. Để mẹ mê mang thì mẹ nhớ cái chuyện gì đó là mẹ đi theo cái đó, tội nghiệp cho mẹ và tội nghiệp cho con. Mình nhắc thấy bà nghe, bà nhớ bà vui. Đó, thành ra cái thứ nhất là nhìn hình tượng Phật, cái thứ hai tai nghe tiếng niệm Phật, cái thứ ba lỗ mũi ngửi mùi thơm, để cái loan nhang ngay cái hình A Di Đà, cái lông sữa bò. Thì chúng ta lấy cái ngang cầm, cầm một cây mà liên tục phải tắt, phải hết rồi phải cầm cây khác liền, một cây một thôi. Mẹ có ngửi thấy mùi thơm không? Mùi cực lạc còn thơm gấp tỷ lần như vậy nữa. Thì đừng có nhắc mà. Mà cái lỗ mũi ngửi cái đó rồi thì nhớ cái Phật A Di Đà. Còn cái miệng thì mẹ niệm thầm theo, mà không niệm được thì mẹ nhớ cũng được, khỏi cần niệm cũng được. À, còn cái xác thân luôn luôn xây dưỡng mặt trời lặn, mẹ nữa đi về đó nha mẹ. Khi mà mẹ chết rồi cái linh hồn lại bàn bạc đây, mẹ đừng ở đây, những cái linh hồn mẹ cứ hướng, tức là mẹ nghĩ cái đâu là linh hồn đi theo đó. Mẹ cứ nghĩ dưỡng mặt trời lặn là linh hồn nó đi dưỡng đó. À, thì Phật A Di Đà hiện ra cái nghĩ của mẹ mới chung vô, nhập vô trong cái bông sen là thân của mẹ đấy. A Di Đà cho cái bông sen là quá hiện cho mẹ mượn đó, phải nhắc bà hoài. Có khi người chết không hiểu cái đó, mình nói một hai lần họ không nhớ, còn nếu có đi nghe pháp vậy thì dễ thôi. Bởi vì có nó phải chuẩn bị nó còn sống. Và lúc chết thì người nhắc niệm phải khéo lập tới lập lui hoài. Mẹ nhớ heo là màu vàng heo, tất cả màu xanh đỏ trắng rồi không chấp nhận heo. Mà màu vàng, hầu văn màu vàng, đầu trọc áo vàng heo, mà trên tay cầm bông sen đó là sắc thân của mẹ nó, sắc thân quá xanh đấy. Mình phải nhắc hoài. Về cái người nhắc niệm quan trọng đó, nghĩa là phải nắm vững cái đối lý về tịnh độ hấp hối. Và người chết phải nắm vững thì khỏe, anh trước cuộc không nắm vững người nhắc phải lập tới lập lui hoài, hơi mệt. Người chưa Phật tử nhớ ha, cái đó là những cái quan trọng để mình giúp cho mình, giúp cho bà con lối xóm và cha mẹ mình. À, còn cái xác thân thì xây về hướng đó, rồi dắt về mẹ về hướng đó. Còn cái ốc là quan trọng nhất là thầy, nó quyết định sự giảng sanh. Vì chỗ đó là cái chỗ cái linh hồn nó, cái tư tưởng nó phát hiện. Nên nhớ cái linh hồn chưa phải là cái ốc nha. Ốc là tư tưởng, nhưng mà đối với người chết thì tôi phải nói tạm vậy thôi. Mà cái ai là do làm sao không bà biết được. Nhưng mà cái tư tưởng sở dĩ nó có là do linh hồn cung cấp cho nó. Nhạy tôi giảng nãy. Thành ra mình nói tư tưởng là nói dính lên, mình nói là cái dụng của linh hồn. Thành ra cái ốc này phải nhớ hoài. Phải nhớ cái Phật, đừng nhớ chuyện khác. Thành ra tôi lặp lại cái thứ nhất là con mắt. Phải thấy hình tượng Phật. Cái lỗ tai phải nghe tiếng người Phật. Lỗ mũi phải ngửi mùi thơm của nhang cầm để nhớ cái cõi Phật. Cái miệng phải niệm thầm, còn không niệm thầm cũng được. À, và cái thân phải luôn luôn xây dựng mặt trời lạnh. Cái óc phải luôn luôn suy nghĩ tới Phật. Thì dầu không muốn giảng sanh cũng giảng sanh thôi. Thành ra chúng ta làm cho đúng rồi thì bây giờ dầu muốn dầu không cũng giảng sanh thôi. Đây là điều quan trọng mà chư Phật tử phải nhớ. Rồi cái thứ sáu nữa đó là vấn đề đau nhất cho tôi nói lại đó, thì chúng ta phải uống nước ở lít thôi. Và khi mà hấp hối rồi đó, chúng ta nên nhớ cơ thể không còn tiếp thu gì được nữa, thì đừng uống thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam, đừng vô nước biển, đừng chích thuốc hồi sinh gì cái đó ngu lắm. Bởi vì cái thân bây giờ nó không còn tiếp thu nữa, thành ra nó nhức nhối. Nếu mà uống sữa này kia uống này chất bổ vô thì nó biến thành thuốc độc. Cái chất bổ là khi cơ thể mình tiếp thu được nó, chất bổ mà không tiếp thu được thì nó biến thành chất độc, nó làm cho đau nhức trong cơ thể. Phật tử để ý là lúc nào mình bệnh mà cơ thể không tiếp thu mà cứ uống đồ bổ vô thì đi, uống thuốc bổ rồi nó nhức chết luôn. Khi cơ thể tiếp thu rồi nó mới thành máu, thành xương thịt của mình, mà không tiếp thu được thì nó đi ra ngoài bằng đường ỉa, bằng cái đường mồ hôi, bằng đường tiểu. Còn đi ra không được nữa thì là chết, nó đi tới ung thư. Ung thư là gì? Là mình ăn đồ bổ nhiều quá mà cơ thể không tiếp thu được, nó mới dồi vào trong đó thành cái thuốc độc. Mình nói chứ cơ thể phải nhớ lúc đó chỉ dùng nước cọ lúc thôi.
Còn nếu người chết còn ăn được, cho ăn cái xác luôn, tuyệt đối không ăn cái gì khác, không uống nước gì khác. Thì nếu người bệnh mà cái bệnh ít nó thì có thể trong 12 tiếng là hết huyết. Còn nếu bệnh nặng có thể 24 tiếng thì hết huyết. Mà muốn coi hết huyết chỉ nhìn nước tiểu thôi. Nước tiểu mà màu vàng sậm hay màu đỏ thì là người hấp hối nhất vô cùng, do nóng mạnh nhất, thì mình đừng có ra. Còn nếu nước tiểu trắng tươi đó, thì do lạnh mạnh nhất thì người bệnh người hấp hối còn nhất. Chừng nào nước tiểu vàng nước trà lợt thì đó là hết nhất. Mình muốn hỏi cũng được, mà khỏi hỏi nhìn cái nước tiểu là biết được. Thì tự coi để ý. Còn nếu muốn kỹ nữa nhìn thêm cái phân, tức là cái phẩm đi ra. Nếu có phẩm màu xanh là nhất do mát, do lạnh. Còn cái phẩm màu đỏ, màu vàng sậm thì do nóng mà nhất. Thì nó ăn nước tiểu mà. Nếu có sẫm mà vàng sậm thì nước tiểu sẽ đỏ, sẽ sẫm. Còn nước cái phẩm ra màu xanh đó, thì nước tiểu sẽ trắng. Còn nước tiểu mà màu vàng lợt thì cái phẩm nó sẽ màu giống như miếng chả rán. Nó vàng lợt. Thì đó là phương pháp ôi sâu hà đấy. Chính bây giờ chúng ta còn sống, chúng ta không biết mà bệnh hay không, chúng coi phẩm như tiểu thì chúng ta có thể cải sửa cái bệnh này. Thì theo bên Đông Phương tất cả mọi bệnh đều do âm dương thôi. Âm dương khó à, tôi cũng chưa đành lắm, nhưng mà có nghiên cứu qua tôi chỉ còn nắm cho vững là nó nằm ở trong kinh dịch. Mà chúng ta thấy là Khổng Tử tới 70 mấy gần trên 70 đó, mới nói ta mà đi sống thêm vài chục năm nữa ta mới hiểu kinh dịch cho thấu đáo. Mà nghiên cứu suốt đời Khổng Tử là nắm kinh dịch vững đó. Còn cái thứ hai kế nữa là Khổng Minh nắm kinh dịch vững. Thành đó ông có thể nhờ kinh dịch mà ông biết 500 năm về trước, 500 năm về sau. Nhưng mà nói hiện tượng giới mà đạo Phật mình chưa là nhân quả đấy. Nhân quả là kinh dịch đó vậy đó. Thượng tri thiên văn mà hạ tri địa lý, trung tri nhân sự. Kinh dịch nó bao gồm hết. Dịch quá quần kinh chi thủ. Thì đó là hiện tượng giới. Thì bên tàu nó chia rõ cũng như là vô cực sanh ra thái cực. Thái cực sanh ra lưỡng nghi sanh ra tứ tượng sanh ra bát quái. Là tám vẻ bây giờ ở nhà mấy người tàu thì làm cái đó. Nhưng bây giờ nó trở thành mê tín. Nó cao quá đi. Thành ra muốn cất nhà, muốn gì cũng phải đi coi thầy bói hết. Nhưng mà thầy bói bây giờ không có bằng một cái lai hồi kia. Bói ẩu bói tả không chứ ít ai mà bói cho đúng. Đi học cái đó là phải thâm sâu nó mới được. Thầy địa lý đó, thì đó là tám vấn đề. Thầy mà thuốc bắc cũng vậy, cũng nằm ở trong kinh dịch. Chúng ta học kinh dịch mà cho tới thầy thuốc bắc giỏi thì cũng hơn nửa đời người. Chứ không phải dễ mà. Thành ra nói qua đàn kia đó là những người kinh dịch rất là giỏi. Qua đàn những thuốc rồi đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại thì... Nhưng mà đạo Phật lại cấm cái đó. Chúng ta thấy nó nhiều cái điều lạ đó. Cũng như bây giờ chúng ta khoái số 7, số 9. Có những quán để 9, 9, 9, 9, 4 cái số 9. Nó hơn. Còn cái số 7 nó cũng hơn. Còn cái số 6, số 4 là nó chưa. Bởi vì cái số lẻ đó là số dương. 1, 3, 5, 7, 9 là số dương. Dương là cái số thăng lên. Càng ngày càng tỏa động. Buôn bán càng thịnh vượng, càng giàu sang. Còn cái số âm là số lắng xuống trì trệ. Là số 2, số 4, số 6, số 8. Số 7 là số thái dương. Số 9 là số lão dương. Hai cái số nó đi tới cùng cực. Nghĩa là giàu sang thịnh vượng tới cùng. Thành ra ta khoái số 7, số 9. Còn có số 6 là số lão âm, số 8 là số thái âm. Là cái số này suôn sẻ lắm. Làm ăn không có phát đạt được. Ở nhà con cái chết hết. Thành ra chúng ta thấy có cái tháp cũng 7 tầng hay 9 tầng. Những cái mất bước này cũng vậy. Chúng ta bước không ai mà làm 2 nấc, 4 nấc. Mà làm 3 nấc, bậc 5 nấc, 7 nấc. Để ý rồi. Ông ta sợ cái đó. Nhưng mà đạo Phật gạt bỏ mấy cái đó hết. Không cần những cái đó. Những cái đó là cái gì? Làm tới cái phước cho mình mà tránh cái quả. Làm cái phước mà tránh cái quả. Đem cái lợi cho mình mà tránh như cái tai họa. Mà đạo Phật thì đâu có sợ quả phước. Không ai thua gì đó. Mà có những cái đó là con người sống rất lâu. Khi chết rồi mồ mả địa lý chôn cho đúng chỗ con cháu giàu sang. Nhưng mà ai mà giàu qua họ mà khó ba đợt. Cái gì lên cùng cực nó cũng phải xuống thôi. Nhưng mà nó kéo dài thời gian con cháu được giàu sang. Đạo Phật bác hết. Tôi thấy đạo Phật độc đáo.
Bên tiên rồi ta thích những cái đó. Bên tiên là tu luyện sát thân sống ngàn năm, rồi xuất hồn lên các cõi trời sống hàng tỷ 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 tuổi. Đạo Phật cho là lẫn quẩn. Dù anh có sống 10 tỷ 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 tuổi thì cũng là con số không có. Nếu có tham sân si anh chưa chấm dứt. Thành ra đạo Phật không có chịu những cái hiện tượng giới mà thăng qua từ cõi dục giới sắc giới vô sắc là con số không. Giờ anh tới tư khí tưởng của khí tưởng cũng chẳng ăn nhầm vậy. So với quả nhập lưu không bằng 1 phần tỷ của quả nhập lưu. Thành ra chúng ta thấy đạo Phật cấm hết những cái mà thiên văn địa lý này kia coi tướng tố với khoa đồ heo gạt bỏ hết. Những cái đó là những cái lẫn quẩn, những cái tham làm cho con người thêm cái tham, tham di tế làm cho cái ngã càng ngày càng bự thêm. Hay là nói như khác là cái đó kêu là thần thông. Thần thông đạo Phật không có chấp nhận thần thông, nhưng mà vẫn có tu thần thông. Mà thần thông là cái phương tiện để đi đến đến trí huệ. Chẳng hạn chúng ta sơ thiền niệm Phật đến từ 1 cái 10 niệm Phật, khỏi đến khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái là cái gì? Thần thông. Còn là thần thông tức là sanh vào cõi trời, mà cõi trời nào không là thần thông? Rồi cũng phải chết. Còn quả nhập lưu là chấm dứt vấn đề tham sân si, là thấy rõ chứ không phải là thăng hoa nữa, không phải là tiến hóa nữa, mà là nhận lại. Thành ra cái pháp môn của nhập lưu tứ thánh này là hoàn toàn khác với từ xưa giờ tu. Từ xưa giờ là thích sống lâu, sợ chết, sợ sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, muốn làm sao khỏi sanh già bệnh chết. Nhưng mà đạo Phật thì phải thấy rõ cái sanh già bệnh chết, sanh lão bệnh tử, vị trí thường nhiên, đó là cái lẽ thường thôi. Mà chết thì cứ chết, mà sống nữa thì cứ sống. Còn đầu tiên không được à, phải sống lâu à. Còn đạo Phật sống lâu à, chết yếu không ăn thua gì hết á. Mà anh chết trẻ tuổi chết yếu anh có đắc quả chưa? Còn đắc quả đồ bây giờ 7-8 tuổi chết cũng được. Còn giờ anh chưa đắc quả mà anh sống cả triệu tuổi cũng khác ăn thua gì hết á. Không ít lợi gì hết á. Chỉ 15 phút rồi thì tôi nói tôi cũng là bếp chết lắm á. Nói rồi cũng không hết. Thì thôi cái đó chúng ta, tôi nhắc lại sơ thành ra chưa được kể, nên nhớ là những cái thần thông không phải là không có. Nhưng mà đạo Phật lấy nó làm cái phương tiện, cái bàn đạp đi tới trí tuệ. Thành ra cái trí tuệ là cái quan trọng nhất. Thành ra tôi thường bác cái phước báo, mà không phải tôi bác. Chúng ta lấy nó làm cái phương tiện thôi. Ở đây đa số Phật tử là tu phước báo không. Thì phước báo thì trì trệ. Thành ở đây đó thì đa số có Phật tử kỳ cụ nha, những Phật tử là lâu năm thì cũng chẳng hiểu đạo Phật, cũng chẳng hiểu tôi. Tôi thường thường tôi rất sợ những cái vật chất. Mà trong kinh Đức Phật thường nói, đồ vật chất tôi đừng tạo sống, cõi đất bùng sai đấm làm chi, giàu sang càng nặng kéo thì tiếc thương lưu liếng rất chỉ mọi là. Mà nói là tôi thích vật chất. Muốn mua những cái máy, cái sấm, cái ống loa gì tùm lum đó cơ, rồi dịch tiền về để là sinh. Mà tôi mấy lần là người ta bạch rồi tôi không có chấp nhận. Về đây không có sư vô đây để giữ của sao? Ở ngoài bây giờ người ta, người dân bá tánh người ta rất là nghèo. Mà mình sống phủ phê, sống đầy đặn, chùa to, cục lớn rồi thêm những cái máy móc rồi nữa là để làm cái gì? Mà nó xin cho tôi. Rồi muốn quạt cho tôi được mát nữa. Rồi nói là ông sư, ông thầy mình là đại thừa, chứ đâu phải tiểu thừa. Mà tôi có nói tôi đại thừa nào đâu. Tôi cũng chẳng là đại thừa, cũng chẳng phải là tiểu thừa. Mà tôi thường nói là tôi chưa đắc quả. Đắc cái gì rồi tôi không biết được. Nhưng mà cái tôi rõ nhất là tôi chưa đắc gì hết. Cái đó là tôi thật thấy thật rõ. Còn cái đắc thì tôi còn lờ mờ thôi. Thì Phật tử nên cố gắng chính tôi và chính như sư con này. Thì giúp với sư giữ giới. Bởi vì giới còn là đạo Phật còn, giới mất thì đạo Phật phải mất. Mà trái lại làm ngược lại. Đi xin máy móc là tùm lum hết trơn rồi thì không có bạch tôi gì hết trơn rồi. Nếu mua vô lỡ rồi làm sao? Tôi không nhận à, tôi nói trước. Chừng đó tính thì sao là tính. Cái gì cũng phải bạch cho tôi biết. Chứ cái máy này là biết bao nhiêu người bạch rồi. Mà mấy cái thùng loa này để mà tiếp ồn ào làm tùm lum hết. Rồi đó mình giữ của xong. Mà trong lúc đó ngoài người ta nghèo có gì? Người dân nó nghèo khổ sở chứ. Bữa đói bữa no mình sống củ phê sung sướng như vậy nghĩ gì sao? Tôi có đắc quả hay không? Ôm cái bát tò tò đi xin ăn đi. Mà chùa to cột lớn nghĩ gì sao?
Thầy nói chư Phật tử cố gắng như kính như xưa, như thương như xưa thì phải hiểu giới luật để giúp chư sư giữ giới thì mai ra cũng chưa đắc quả. Còn nếu không, chư sư ta đọa là Phật tử không có người hướng dẫn đâu. Thời buổi này kiếm một người hướng dẫn là khó. Thời buổi này là tuổi khó giữ giới vô cùng. Bị vật chất nó lên ngút động. Mà tôi thì tham thấy sư tôi còn. Mà nếu cho vật chất tôi là tôi sẽ đọa liền. Tôi sáng nãy liền tôi biết. Tôi là cái thế đè nén nè. Chứ chưa có phải là bát nhã đâu. Mà quá tải của tôi là tôi nhào á. Thì tôi tự thấy nhớ vậy. Tôi chết tôi sa đọa. Tôi tự là không có người hướng dẫn đâu. Tôi cố gắng là tôi giữ giới thôi. Giữ giới với cái sự cố gắng. Chứ tôi chưa có tự tại trong giới được. Tôi giảng là giảng lỡ mép như thôi. Chứ còn chưa có chứng đó. Thực tử cũng phải nhớ cái chỗ đó và cố gắng cùng nhau giữ giới thì đạo Phật mới còn. Cái đó là Đức Phật nói, nếu giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo Phật phải mất. Đó là cái nền tảng để cất cái lầu cao. Thì thực tử phải hiểu cho đó. Đó thì chúng ta nên nhớ là những cái phần tôi nói nãy đó là sáu căn mình phải hỗ trợ nó. Thì mai ra chúng ta mới có thể là giúp cho người chết và chính chúng ta. Và chính chúng ta phải hiểu và sư Phật tử về giảng cho bà con mình đi, cho cha mẹ anh em mình đi. Thành ra tôi thường tới cái nhà đó, nhà nào khai trị là tôi kêu hết gia đình ra, mà có một người không đồng ý là tôi đi về liền, không kết quả đâu. Có người chống lại là cái nghiệp nghịch kiều á, thì người chết khó mà đầu thai, khó mà giảng thân về khỏi Phật đó. Đó là điều chúng ta phải nhớ. Còn cái vấn đề là không khóc, không níu kéo người chết, cái này là cái khó khăn đấy. Ít có ai hiểu cái này lắm. Thành ra tôi thấy trong cái quyển sách gì mà ở ngoại quốc viết lại, hai vợ chồng đó đi làm, đi làm việc đó, thì bà vợ vừa leo lên xe cái chân còn ở dưới. Thế ông chồng đâu có hay, tưởng bà vợ leo lên nó rồ máy chạy. Thì cái cửa, ổng nhấn cái cửa nó đóng lại thì gãy cái chân bà vợ chết lập tức liền tại đó. Tại nhà nó chưa có đem, chưa có chạy, mới đồ máy là bà vợ lọt dưới xe rồi. Thì bà vợ chết liền lập tức, ổng mới nhảy xuống xe, ổng mới khiêng bà vợ vô. Thì mấy đứa con nó nhà nó chưa đi học, nó lại nó ôm mẹ nó khóc, đứa thì véo má, đứa thì hung hít, đứa thì đỡ mẹ dậy. Đứa thì kêu đó. Thì những người lối xóm nó thấy vậy, ta chạy lại ta đây, nó đừng có làm chuyện này, mày không có đầu thai được. Ông chồng ông cực liền. Chúng ta thấy có nhiều người không hiểu biết. Thì sao mấy bà lại cấm nó? Nó là con thì mẹ nó chết nó khóc, mẹ nó chết nó hung hít, đó là phải. Một con có hiếu là phải thương mẹ. Thế nó là có tỏ tình thương, tại sao bà cấm nó? Chết, làm sao giải thích được? Ông cũng có cái lý của ông chứ. Mà cái lý ngu si, cái lý mà không có sự hiểu biết. Thì đúng rồi, ai mà con không thương mẹ, mẹ chết thì phải ôm lên hung hít, véo má và đỡ dậy cho ngồi. Ngồi dậy là kêu mẹ réo này kia đủ thứ. Thì cái linh hồn người chết còn lối có đi đâu. Bất quá là cái thân thể nó đứt bóng thôi. Cái dòng điện nó vẫn còn trong bóng đèn chứ đâu đâu. Nhưng mà cái bóng đèn đã đứt rồi. Thì người chết vẫn còn thấy xung quanh hết. Người chết làm sao đi. Nhất là người chết mà không hiểu gì hết. Nên cho ôi thôi. Người chồng không hiểu, mấy đứa con không hiểu. Mà bà vợ cũng chẳng biết gì hết. Thì nó cái thế giới Tây Phương là thế giới. Không có sự hiểu biết về thần tinh thần. Chỉ có vật chất thôi. Qua bển là Phật tử nào qua bển là sống như cái máy, trở thành cái máy, là con người vô hồn, không có sự sống sinh động và linh động nữa. Phật tử đừng có ham đi thức ngoài. Thức ngoài thì đầy đủ, ăn uống đầy đủ, đủ thứ vật chất hết. Rồi là cứ về già, có tuổi già, bệnh hoạn thì có nhà thương lo, có cái ban bảo hiểm gì lo hết. Rồi tới chừng già, chính phủ cung cấp cho mình sống hết tuổi già. Chúng ta nghĩ lại toàn là vật chất không? Mà con người đi làm là biến thành cái máy, vô xưởng là làm như cái máy làm sao mình giống hệt cái máy. Và làm có khi 8 tiếng, có khi mà người đó làm tới 19, 20 tiếng. Để chi vậy? Để lấy tiền gửi về cho mẹ Việt Nam. Việt Nam là mẹ 18 nước. Tôi thấy là nhiều người ở không là ăn tiền của con cái mà đâu có biết cái sự ngu si, cái khổ đau của nó. Rồi khi chết rồi chúng ta đi về đâu? Mà bên ngoại quốc thì dễ chết. Vì mỗi người phải lái xe đi làm. Mà tai nạn xe cộ trong đó thì gấp một cả trăm lần ở Việt Nam. Chứ chết vì tai nạn xe cộ.
rồi chúng ta đi về đâu? Chúng ta là cái máy sống với đèn ấy ông, về mệt quá nằm thoải mái cho đến không không có thời giờ mà nấu ăn, có cái gì cứ vứt đại vô thôi. Rồi nó bệnh ung thư, tiểu đường hay tai biến thì cứ kể, người nào nấy mập lù giống như cái lù vậy. Người nào ngoài quốc về tôi thấy con mập ù, ít có người nào ốm hết. Tưởng đâu mập là sướng, rồi đó tôi thấy sai cỡ là cả những điều khó khăn. Cái đó chưa thật sự thấy hiểu. Thành ra chúng ta nên nhớ là phải có cái sự hiểu biết. Thì như tôi nhắc hồi nãy đó là còn cái kế nữa là để 8 tiếng. Mà như tôi nói nãy cái cảm giác nó phát hiện nó dây thần kinh. Thì khi chết đó là phù trần căn mắt tai mũi lưỡi thân đều chết hết. Nhưng mà thần kinh thị giác, thính giác, xúc giác, thần kinh thị giác vẫn còn 8 tiếng sau mới đứt. Mà các dây thần kinh là chỗ phát hiện cảm giác đau hay là lân lân. Mà khi đụng tới cái thể xác là đau thì người này sẽ nổi sân. Chúng ta phải hiểu. Thành ra phải để 8 tiếng. Rồi chúng ta nên nhớ, muốn coi người đó có điềm lành giảng sanh hay không, cái thứ nhất là coi trước khi người chết tắt thở thì có tỉnh táo hay không. Nếu bà mỉm cười đó là giảng sanh chắc chắn là nó đỡ lắm. Còn nếu bà gạt đầu và chớp mắt thì lúc đó bà yếu quá không tỉnh lắm đâu. Nhất là chớp mắt không tỉnh lắm đâu. Còn gạt đầu tương đối tỉnh. Còn mỉm cười rồi chết là từ ngày là tỉnh táo lắm. Thì cái điều này là báo hiệu giảng sanh đó. Nhưng mà muốn biết giảng sanh rõ nữa thì chúng ta coi để 8 tiếng. Nếu gạt đầu hay mỉm cười đó mà 8 tiếng dẫn mệnh ui thì cái điều này còn tốt nữa, là bảo đảm giảng sanh. Còn muốn biết rõ hơn nữa thì giờ. Nhưng mà nên nhớ, không khéo thì tôi đừng có đụng tới thân thể như tôi nói nọ thì chết dễ xong. Nhưng mà rồi khi nào đụng cái nhất á, rồi mạnh quá. Còn nếu khéo, người nào mà nhắc niệm mà khéo rồi thì coi chỗ nào còn nóng sao có. Thì theo trong duy thức đó, đảnh thánh nhãn sanh thiên. Cái trên cái đảnh đầu này nó còn nóng á, thì sanh về trung phẩm, tức là thánh nhân á. Thì thỉnh thoảng có người được nha, tôi thấy nó lạ gì đó. Như cái bà gì ở bên vị trí đó, bà thì trên đỉnh còn nóng á. Trong mấy đứa con nữa rồi, thì tôi nói bà có thể về trung phẩm á. Tức là lúc mà hấp thối gần chết, bà ngộ được Phật tánh. Ngộ được cái bất tử. Thì sanh về hoặc là, cái đó chắc bà thì tôi đúng là trung phẩm nhưng mà hạ sanh thôi. Có thể là ngập lưu như vậy là, ngập lưu mà cái giờ có. Cũng như chúng ta thấy trong kinh đó là vô tịnh phản dương đó ha. Hồi còn sống nó đắc quả như ngập lưu. Tới chừng mà sắp sửa chết Đức Phật lại khai thị đó là ngày chết là đắc quả Bất Lai. Bất Lai là La Hán vậy. Thì chúng ta thấy cái giờ chót là con người thanh tịnh dữ lắm. Nếu mình có hiểu đạo thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra cái thứ nhất là con người chết có tỉnh hay không, có gạt đầu, có mỉm cười hay có chớp mắt hay không. Cái thứ hai là sau khi để 8 tiếng coi có nền không, thì cái nền bảo đảm hơn rồi. Còn cái thứ ba là rờ trong cơ thể. Thì chúng ta thấy trên đỉnh đầu là bậc thánh. Còn cái trán này đó, mà nếu không phát nguyện đó thì về cõi trời sắc giới và vô sắc, tức là tứ thiền và tứ không đó. Còn nếu phát nguyện đó thì về hạ phẩm mà tưởng sanh. Nó tương đương với cõi trời tứ thiền sắc giới và tứ không. Còn nếu cái mặt đó, tức là trừ cái trán ra chứ mặt này còn nóng đó, thì hạ phẩm mà trung sanh. Còn nếu cái ngực, cái ngực cái đó thì nếu sanh mà không phát hiện sanh về cõi trời dục giới. Còn nếu cái ngực còn nóng đó, nếu mà không phát hiện sanh về cõi người. Còn nếu không phát hiện thì sanh về hạ phẩm hạ sanh. Còn cái bụng đó thì sanh về ngạ quỷ, không xài được. Còn cõi cực lạc là dầu có ấy cũng không qua cực lạc. Cực lạc không có ngạ quỷ, thì ở đây sanh về cõi ngạ quỷ. Còn nếu cái chân còn nóng đó thì xuất sanh. Còn nếu cái bàn chân đó thì địa ngục. Từ cái bụng trở xuống nó không có xài được. Nếu mình rờ mình thấy mà từ cái ngực với cái mặt hay cái trán thì bảo đảm. Còn nếu trên đỉnh đầu thì thôi còn ngon nữa. Cái đó là trung phẩm đấy. Thì chúng ta để ý là một là coi người chết trước khi chết có tỉnh táo không. Cái thứ hai là để 8 tiếng coi cứng hay mệt. Còn cái thứ ba nữa là rờ coi cái này coi chừng nha, không được thôi đừng rờ. Hai cái trên là thấy bảo đảm rồi. Còn muốn bảo đảm hơn mình khéo thì mình rờ. Còn không khéo là người chết tay về giảng sanh, bây giờ sanh là xuất sanh. Mình nên nhớ coi chừng. Cái đó là tôi nói cho trong các cổ đức dạy thôi. Còn ai làm khéo thì được, không khéo thì chính mình hại mình thôi. Còn cái sau chót nữa là thấy ba cái điềm lành đó đó.
thì chúng ta muốn chắc chắn hơn nữa thì đem đi thiêu. Thiêu là có xá lợi chắc chắn, hay ba cái chân kia có niềm lành rồi đi thiêu là có xá lợi. Xá lợi ta kêu là ngọc người, tức là lửa đốt nó không bao giờ cháy, nó giống như vàng, vàng thiệt nó không sợ lửa. Thì nếu càng nhiều á, đó trên chừng 5, 7 hột, 9, 10 hột càng nhiều á, thì người này có phẩm vị cao. Thì có hột nó nhỏ như hột mè thôi, nó tròn hoặc là nó dẹp, mà trắng như là ngà voi. Thì thôi, đó là những điều mà chúng ta cần phải biết. Và cái chốt nữa là chúng ta nên nhớ là không bỏ gì vào miệng. Thì người có cái mê tín là bỏ vàng, bỏ nén, hoặc là đặt cái nải chuối trên ngực, thấy cái đó là những cái ngu. Thì chúng ta cần phải hiểu. Như cái bà gì ấy là tôi hỏi là tại sao bỏ vô, thì có người trả lời là đặng xuống địa phủ đem cái vàng đó xài. Trời ơi, nói cái đó còn ngu nữa. Mình chôn ở dưới đất coi bây giờ cả 50, 70 năm mình đào lên cái vàng cũng vẫn còn, chứ đâu có xuống địa phủ. Mà địa phủ ở đâu? Địa phủ ra làm sao? Địa phủ có hay không? Nhưng nhớ mấy cái đó khó này. Nên tôi nói gì không phải là không có địa phủ nha, mà tôi nói gì không phải là có địa phủ nha. Nếu có địa phủ là sai, mà không địa phủ là trật. Cái này tôi không giải nữa ha, trước tôi có giải nhiều lần rồi. Thành ra cõi nào cũng không có thể có, mà cũng không phải không. Nếu có thì có hết, mà không thì không hết. Nhưng mà có với chúng sanh này mà không có với chúng sanh khác. Nếu mình tu đàng hoàng làm sao mình xuống địa phủ được, làm sao mình có vấn đề địa phủ được, chỉ có cõi trời thôi. Còn nếu mình tu mà ác ôn á, ác ôn côn đồ thì địa phủ có, như mình cái cõi trời không có đâu, mình có trong không. Thành ra tất cả cảnh giới là do mình tạo, cái lòng mình tạo ra, mình chung vào đó mình lo trời, chứ không ai cột mình trong đó hết. Không có ông địa phủ nào hết, mà địa phủ có là do chính mình tạo ra, cũng như công an này có hay không. Với người làm lành mà người công dân đàng hoàng làm sao có công an, chưa từng giờ trong đó thì chưa từng bị công an bắt lần nào. Còn đối với người mà chỉ cái ma túy trộm cướp này kia thì công an dài dài thôi, dưới bắt cóc bỏ dĩa thì công an có đối với người đó thôi. Ngay trong cuộc sống này chúng ta phải thấy và phải sáng suốt như vậy. Thành ra đừng bao giờ mà đặt cái gì lên, cái gì làm cũng phải tìm hiểu. Nói hồi trước ông bà làm vậy thì tôi làm theo, cái đó là cái dạng dục. Cái đầu cũng vậy, có người nói là chết rồi dây cái chân ra ngoài đường lộ, dây cái đầu lộ gì nó xui xẻo gì đó. Những cái đó là những cái ngu si. Chúng ta cần phải bỏ hết và theo lời Phật dạy và những cổ đức dạy, mà Phật dạy cổ đức dạy người ta giải thích rành rành. Tôi làm cái gì tôi phải hiểu, mà không hiểu là tôi cũng làm. Tôi giảng gì cho Phật tử cũng vậy, tôi giảng thích rất rõ. Tại sao để 8 tiếng tôi cũng giải thích rõ. Và tại sao đầu về hướng Bắc, hướng Nam thì tôi cũng giải thích rõ rồi. Và cái hướng mà mình giảng sanh tôi cũng chỉ rõ rồi. Cái đó là trong kinh và các cổ đức người ta giảng lại. Thì mình thấy cái nào nó đúng sự thật, mình trí trí mình suy nghĩ được, mình phải theo. Còn những cái gì mờ ám dầu cho ông nội, ông cố mình hay người xưa hay là trong sách để lại mình không hiểu là đừng bao giờ theo. Mình phải hiểu biết, đó là điều quan trọng. Còn cái nữa là không đốt giấy tiền đàn bà, không đốt tiền địa phủ. Cái này trong kinh các cổ đức cũng bác đấy. Tiền địa phủ để làm cái gì? Tôi thấy giờ tiền địa phủ đầy đô la, 100 đô la gì đó. Trời ơi, nó giống hệt chính là tiền của ông của Mỹ. Rồi đến tiền vàng bạc nữa là do mấy người đặt ra để người ta kiếm tiền, mình mua mình đó. Hay gì để tiền đó mình mua đồ, mình phóng mua thầy phú, mình phóng sanh, hoặc mình chỉ đạo cho mấy người nghèo, rồi hồi hướng phước báo cho người chết và tất cả chúng sanh, thì phước báo vô lượng. Dại dột lên đi đốt tiền, mua cái đó là mua bằng tiền mà đem đốt bỏ. Thì có người làm những cái kho bằng giấy nữa, có nhà bằng giấy gì trong đó, có xe hơi, có Honda nữa. Trời ơi, thấy tôi tức cười. Đó mà giải dột quá. Còn đốt cái đó để cho người như địa phủ được xài, là mình mong người chết xuống địa phủ. Còn những cái trò cười nữa là mình thỉnh ở Sài Gòn có mấy cái chùa mà ta làm ông địa tạng giả, rồi làm cái vong chết giả, rồi làm mặc áo giống như địa tạng, là tụng kinh mới là cầu cho cái vong siêu. Siêu ông nội tôi, cái đó mà siêu. Không có vấn đề đó đâu. Mà mướn một cái người, mấy người xuống, mấy thầy mà xuống dưới nó tụng cái mấy triệu bạc đó, chứ không có gì đó. Cái tiền đó mà đem đi quỷ lạo, đem đi giúp mấy người nghèo, đem phóng sanh thì thôi, suốt quá nhiều tuôn rồi. Làm cái trò hề. Thành ra Phật tử không có cái hiểu biết. Người chết đã xuống địa ngục rồi, bây giờ làm sao mà mấy người này lại kéo được. Ông Phật còn không kéo được. Mình muốn siêu là phải chính mình siêu, chứ không có ai kéo mình siêu được đó.
nhưng mà giúp cho mình phương pháp cách thức yêu là Đức Phật, là trong đức. Ví dụ giờ tôi muốn cho người đó chết mà giờ hiện hồn về nói giờ bị xuống địa địa phủ nhờ cầu tiên, thì người đó phải biết cách cầu tiên, và cái cách chỉ đó là phải chư tăng thỉnh chư tăng về tụng kinh, chư tăng phải thuyết pháp cái cách siêu như thế nào, thì người chết lúc bây giờ kêu người ta cái linh hồn người ta trở về người ta nghe, người ta thực hành cái đó người ta mới siêu được. Mình đói bụng mà biểu người ta ăn rồi làm sao, nhưng mà ăn như thế nào, cơm ở đâu, thì chính Đức Phật và chính các nhà sư phải cung cấp chất liệu cơm đồ ăn cho người ta, thuốc uống cho người ta. Uống hay không uống là do người đó trước rồi, bệnh mà biểu người khác uống làm sao có vấn đề đó được. Thành ra chứ Phật tử làm nhiều cái tôi thấy tôi tích cười, cũng như là tôi quanh giảng trong tập phu như vậy. Định tâm phần định nghĩ đâu kéo lại cái đống, mà tôi không có thì giờ mà giảng, mà viết cái giấy là nó con ở Sài Gòn mà nó bệnh vậy, sư đây sư chú nguyện cho nó hết. Tôi nói ông nội tôi chứ còn ông Phật còn không chú nguyện hết, đừng nói tôi. Nó bệnh là phải kéo nó xuống đây rồi tôi hỏi, tôi tiếp xúc rồi tôi chỉ cách cho nó. Nó hết hay không là nó nói, chứ làm sao do tôi được. Tôi ngồi đây mà tôi tụng tên nó, tôi làm cho nó hết, thì tôi là giỏi dữ lắm, tôi thần thông dữ lắm. Nó bệnh thì nó phải làm cho nó hết chứ, tại sao mà tôi làm nó hết được. Nhưng mà tôi chỉ cách nó. Còn giờ bà biển nó chút Sài Gòn tôi dưới này giữ tôi làm cho hết được. Cái gì phải thực tế một chút. Mà tôi chỉ là nó chịu làm hay không là một vấn đề nữa. Bây giờ ta bệnh nhiều lắm. Mà cả những người nuôi bệnh cũng bệnh theo luôn. Rồi do bệnh cả lố trong đó rồi làm sao mà kéo được. Giảng là thực tế thì không ai muốn hết. Mà gạt thì mình thích. Để gạt gẫm mình thì mình khoái. Giao hết cho ông sư. Tụi tôi khỏi làm cái việc đó. Tôi bệnh ông sư làm sao làm cho tụi tôi hết. Tụi tôi bệnh tôi muốn chết, ông sư làm cho tôi khỏi chết. Rồi do mình sướng mình ngồi mình chống cẳng, mình nhờ người ta thấy mình làm sao làm được cái gì đó. Ông Phật cũng không làm được. Thành ra con người phải có trí tuệ. Chính cái trí tuệ nó giúp mình giải thoát được, chứ không phải là cái sự cầu sinh, cái sự ăn mài, cái sự gian dối mà hết bệnh được. Không có vấn đề đó được. Đạo Phật không có chấp nhận cái đó. Nhưng mà cách thức để hết bệnh, cách thức để tu tập cái bát chánh đạo, cái đó là phải do người tu giảng, Đức Phật giảng, và mình phải chịu thực hành theo thì cái bệnh nó phải hết. Còn chúng ta cứ ăn mài cái ân huệ của Đức Phật hay của các nhà sư làm sao được, đừng có làm những cái đó. Hãy cố gắng hạ thủ công phu, cố gắng giữ giới, cố gắng tu thiền định và cố gắng quán xét để có trí tuệ. Chính cái thiền định, cái trí tuệ này giúp cho mình vượt thoát khỏi mọi cái đau khổ. Chứ không có ông sư, không có ông Phật nào làm cho mình hết khổ hết đó. Do cái ngu si của mình mà mình khổ. Bây giờ có trí tuệ thì cái khổ thì chấm dứt. Nhưng mà cái ngu si là gì mình phải hiểu. Có đó bổn phận ông sư. Cái trí tuệ tu tập thì sao? Cái này bổn phận của ông sư, bổn phận của Đức Phật. Nhưng mà chịu tu tập, chịu dứt bỏ những cái ngu si của mình để có trí tuệ không? Cái đó là do mình. Không có một người thứ hai nào chen vô đó hết. Nếu chưa thật sự phải hiểu cái đó cho mình cho con. Tôi đây tôi giảng tôi muốn thấy cái đó thôi. Tôi giảng là tôi giảng cái gốc. Rồi xuống dưới mà tôi giảng tôi cho hỏi, trời ơi hỏi tùm lum hết trơn. Tôi cho hỏi đã, tôi nói về tôi gom lại cả một lời một câu thôi. Trả lời hết tất cả. Tôi nói cái bài pháp tôi giảng là trả lời hết rồi. Nắm cái gốc thôi. Người thì hỏi bây giờ, ở bên Hoàng Pháp thì tu Nam Mô A bước cái chân trái, Di Đà Phật bước chân mặt. Rồi đi qua bên Minh Sát Tệ đó thì hít vô bước chân trái, thở ra đến phân mặt. Bây giờ làm cái nào chứ? Rồi nó chết rồi. Rồi chuỗi thì có thứ 18 hộp, có thứ 21 hộp, có thứ 54 hộp, có thứ 108 hộp. Vì lần cái nào thì nó giảng công. Chuyện không? Cuối cùng tôi trả lời một cái thôi. Tất cả cái đó đều sai hết đó. Không ai thua cái gì hết. Rồi niệm Phật cũng vậy, niệm 4 chữ hay niệm 6 chữ? 4 chữ giảng thanh hay không chứ? Hay là phải 6 chữ mới giảng thanh? Rồi nếu có chuỗi là niệm mới giảng thanh, người ta nói nếu mà bà niệm Phật mà không có chuỗi là không giảng thanh đâu. Tôi nói là phải tìm hiểu chứ còn cái gì cũng hỏi tôi hết. Mà niệm Phật để làm cái gì? Mà đi Nam Mô A bước chân trái, Di Đà Phật bước chân mặt, hít vô lên trái, hít ra chân mặt để làm cái gì? Cái mục đích nó để làm cái gì? Rồi niệm Phật 4 chữ, niệm Phật 6 chữ để làm cái gì? Nắm cái gốc không nắm mà cứ chạy theo những cái phương tiện không thì chết rồi. Bây giờ tôi niệm một chữ Phật, mà tôi nhớ cái Phật, tôi tập trung vào đó, tôi nhất niệm và tôi phát nguyện giảng thanh không? Rồi bây giờ tôi không niệm gì hết, mà luôn luôn tôi nhớ cái Phật và tôi phát nguyện giảng thanh không?
Còn bây giờ tôi niệm số chữ A Di Đà Phật thì tôi nghĩ tới tiền bạc, nghĩ tới con tôi dẫn thân hay không? Cái mục đích của mình là nhất niệm và phát niệm, thì cái gì, cái trợ duyên nào mà giúp cho mình nhất niệm và phát niệm, cái trợ duyên nó thù thắng với mình. Tôi bệnh nhức đầu, giờ tôi uống thuốc đau bao tử nó hết nhất, thì người bạn tôi cũng nhức đầu, tôi cũng đưa thuốc bao tử cho ông uống để ông hết nhất. Đâu có cái vụ đó được. Nhức đầu nó có hàng trăm tính, ai thuận với pháp môn nào thì theo pháp môn đó, ai thuận với cái nào, miễn làm sao nhất niệm thôi. Cái nhất niệm là cái chánh. Còn cái phương tiện để nhất niệm thì phương tiện nào cũng được hết. Mình phải nhớ cho nó, tất cả những câu hỏi nó gom lại cũng giống hệt nhau thôi. Thế mà tôi cứ trả lời rồi kêu qua câu hỏi khác cũng y hệt vậy thôi này. Sửa lại chút xíu. Thành ra chúng ta mới nhớ là muốn giảng sanh, chúng ta phải nóng là từ tạp niệm là không giảng sanh, sẽ xuống bốn đường ác. Còn nhất niệm thì sẽ sanh về cõi trời bốn đường thiện. Còn nếu thêm phát niệm thì giảng sanh về cõi Phật. Vì đó cũng phải tu nữa. Còn vô niệm đó là qua bốn chữ thánh. Còn niệm vô niệm, vô niệm niệm là qua Bồ Tát và Như Lai. Cái này phải tránh có bốn cái đó thôi. Còn tất cả những cái kia là những cái phương tiện, những cái trợ duyên. Nên chưa thể cho ta hiểu. Thì thôi đó là khi giảng. Rồi thiết kế tiếp nữa là khi cái đám tang đó thì mình nên cúng mặn, nên cúng chai chứ đừng cúng mặn. Nha. Tôi nói lộn một cái thì cười, cũng phải cười nữa. Rồi xuống dưới là Phật tử lộn còn hơn tôi nữa. Nha. Thì cái này có Phật tử nói ở chợ thì dễ, còn ở quê khó lắm chứ. Cái gì khó là mình chạy được. Khó thì năn nỉ người ta. Còn không được nữa thì để cho người ta hiểu lầm. Vì vấn đề là giảng sanh, vấn đề quan trọng. Mình muốn năn nỉ không được thì để họ buồn thì cứ buồn. Rồi bữa khác mình đã đãi lại. Rồi có ngon nữa là mình chịu hết, đừng có làm ngay cái bữa chết của người chết. Rồi cái này những cái quan hồn nữa đòi. Bởi vì người ngoài đời người ta có hiểu nhất là quê. Người ta có biết cái linh hồn là cái gì đâu. Còn ngoài chợ thì tương đối người ta có cái sự hiểu biết. Nhưng mà người ta không hiểu biết, mình đành phải chịu thôi. Bởi vì mình cần là cần người chết giảng sanh. Còn những người sống là chạy họ hiểu lầm. Cuộc đời mình sợ cái gì hiểu lầm. Mình sống sự thật thì cứ chịu thật thôi. Nhưng mà tôi nói là tôi tự dám làm thì làm, không dám làm thì đành chịu thôi. Thế là tôi thì tôi không làm, nói mạnh lắm. Thì tôi không có sợ những điều hiểu lầm. Thành ra chúng ta phải nhớ cho đó. Dầu ở quê, dầu ở chợ gì cũng vậy, là cố gắng làm đám chai đãi những người lợi tiếp mình, những người khách đến đó. Còn họ hiểu lầm thì không phải gán chịu thôi. Còn cái nữa thì sau khi mà chết rồi đó, thì lúc mà hấp hối đó, thì chúng ta nên nhớ cả nhà nên họp lại niệm Phật và tụng kinh. Rồi bắt đầu từ đó cả nhà nên ăn chay trường hết cho tới 49 ngày. Làm chi vậy? Để người chết mà nếu còn thân trung ấm thì sẽ giảng sanh. Còn nếu giảng sanh rồi thì phẩm vị sẽ cao hơn. Và khi tụng kinh niệm Phật phải hồi hướng cho người chết và cho tất cả pháp giới. Nên nhớ ha, là hồi hướng là giúp làm sao cho trong 49 ngày đó mình tụng kinh liên tục. Nếu mà có nhân viên thì cả nhà đến ngồi đó nghe hết. Người nào biết chữ thì tụng kinh theo. Mà nếu thấy người chết mà chết không tốt, tức là tai kinh cứng ngắc và trước khi chết mê man, tức là không bảo đảm giảng sanh đó, thì phải tụng kinh địa tạng. Hoặc là cái linh hồn người chết về báo mộng rằng không giảng sanh, sanh vào cảnh giới lạnh đói thì người này là không giảng sanh. Trong gia đình một hai người thấy, có khi thấy hai ba lần, thì nên tụng kinh địa tạng và nếu có thể cai tăng thêm. Còn nếu người chết mà có những cái điềm lành như tôi nói là mỉm cười hay là tán tiếng gia tinh lành, khỏi cần tụng địa tạng, chỉ tụng A Di Đà thôi. Mình cho người chết nếu giảng sanh thì có phẩm cao hơn, cái sanh cao hơn. Đó, thành ra cả gia đình nên ăn chay cho tới 49 ngày và tụng kinh liên tục 49 ngày. Còn về sau muốn nghỉ thì nghỉ và tiếp tục ăn chay 10 ngày như cũ. Còn 49 ngày đó phải tìm chay. Nào, cái đó là tôi dặn. Mà nên nhớ nếu tụng kinh thì phải cử hành hẹ tỏi nén kiệu ngòn. Tụng ăn cái này là cái miệng nó tanh hôi lắm thì chư thiên chạy mất hết. Còn ngạ quỷ nó lợi, ma quỷ nó lợi, nó ngửi cái miệng mình, thành ra không bao giờ kết quả. Cái đó là cái cổ đức đã giúp lại. Nên nhớ nha, hành hẹ tỏi nén kiệu ngòn. Và các sư cũng vậy, vĩnh viễn không ăn dầu có
tụng kinh không tụng kinh thì các sư cũng cử tuyệt đối cho đến ngày chết thôi. Ha, là Phật tử làm để tránh cái đó ha, đừng có để đồ ăn trong này. Tôi thấy đa số là có hành đấy, có nhiều người không biết để hành đấy. Và tới gần Tết là tôi thấy làm thủ kiệu nữa đấy. Thì đây với sư biết rồi là với sư đưa ra hết, nhưng mà tránh đi, tránh cho quý sư ha. Thì tốt mà Phật tử cũng nên tránh đấy, dầu có tụng kinh không tụng kinh thì năm món hôi nồng này nên tránh đi. Còn cái chót nữa là chư Phật tử nên nhớ là thời buổi này bệnh hoạn rất nhiều, thì chúng ta cần phải cử ăn vậy. Mà nếu nói cử ăn thì chắc ăn cơm với muối mè chứ không có đồ ăn nữa. Thì đồ ăn bây giờ nó bị quá chất nhiều. Mà thời buổi chúng ta bây giờ nó thành ra nó nhiễm đủ hết trơn. Không khí cũng ô nhiễm, mà nước uống cũng ô nhiễm, đồ ăn cũng ô nhiễm. Mà vì sự sống cho nên bây giờ làm láng hết. Còn chúng ta thấy vậy chúng ta cũng ăn láng hết, thành ra chúng ta cũng bệnh láng hết. Thành ra tôi thấy là rất đau lòng. Cũng như ở bên Phật Thất Hoàng Pháp xuống, trời ơi tụng kinh mà người nãy giờ bệnh muốn chết luôn. Thì tôi mới đem mấy cái diễn ăn gạo lứt muối mè với là cách nấu nướng theo phương pháp Okawa, nấu nướng dương để đưa cho, mà có mấy diễn thì đâu có bị. Thì tôi hỏi ra mới biết bệnh ngồi mà niệm Phật mà ngủ gục lên gục xuống, trời ơi tôi nói vậy thì niệm gì tôi nói vậy. Tôi nói sư cô tiếc, nếu mà tôi mà tổ chức nha, tôi nói thật sư cô đó, là tôi cho ăn gạo lứt hết. Thì sẽ thấy cái dụng nghiệm gạo lứt này làm cho cơ thể mình lân lân. Sáng ăn cháo gạo lứt, trưa ăn cơm gạo lứt, chiều.